Đen rồi. Hỏng Đen rồi. vừa xong. Tại đây vừa xong Ai đen. được, được, được. Ngủ ấy đây kìa. Lại Lắc lắc luôn. cái đâu? Lắc cái về. Đấy nào. Nói cảm giác nó cắt luôn. Làm nhắc đi cứ thế mà làm tí màu rồi à tí màu vậy để cái bình nước thôi lấy xong đi xuống tới nhà nhanh này dơ 5 lần không phải tay em để nhìn đùa rét run người rét run luôn mà cả áo áo phao đi lên giường nằm cuốn chăn kín mít mà vẫn rét mà đúng muốn ốm rồi mai kia bắt đầu thì nóng được rồi đâu một bản báo đi vẫn mưa em chả biết nóng không nhưng vẫn mưa hai hoặc ba ngày nữa cho mẹ ba cái tuần sau đánh ông tua 8 ông tráng ông về luôn đi mà mình thế nào được thế ông bỏ về luôn chứ tình rủ phát là về không ông về luôn mà hôm đó phải chơi đến 5:30 ta anh chở ông ra nghĩa là Thịnh đi đón trẻ con xong rồi rủ về không phải đèo về ấy gì đèo ra sẽ bắt xe đi đi luôn ngủ dưới nhà ông hay ngủ ở nhà mình này ừ đi đi mình đang làm còn lâu tắt tắt điện rồi đấy đi cho mẹ nhé mỏi đấy nào nhỉ máy không lấy rồi năm đấy kiểu đang ngủ muộn quen rồi cũng chẳng ngủ được không ngủ được cả ngày ngồi chơi rồi hơn 1 giờ mới ngủ rét mà bây giờ còn vẫn đang rét đây này rét lắm luôn đấy chiều nay cảm giác là người nó khác khác rồi đã nghĩ là có biến rồi không giỏi quá. Ui, thế là chờ chị suốt à? Khổ thân thằng bé. Sao? Đó. Đạt. À, chờ em từ chiều đến giờ. Chờ lúc mời vào. Đi ngủ rồi. Ở đây xem đã, ngủ làm gì? Sớm. Mm-hmm.
Nhanh thế, có mấy con rồi. Xong con ong. Lúc trưa hôm nay em chơi cùng hai cái người mà lúc sau ấy, sau vào vào sau ấy. Về lúc dân dân Thanh Hóa với một lão nữa. Ui, hai lão đấy đánh siêu lắm. Cô em Đạt với lại một một người nữa. Ghê thật, mấy con trống mới điện nó chết mình. Có hai cá sấu ở đúng với mày Chém đấy. đấu gì các bạn cuối cùng quay lại giết em bây giờ. Đây. Đấy bảo mà chém em không sai tí nào. Thế là vừa là giết anh như con người á. Nghĩa Thế là cũng giết anh như người á. gì, Thế một chú ra đi, hai chú ra đi, ai còn cá sấu ai. rồi. Ui, Yếu còn nữa chú đi đi đấy. nốt. Nó của em may là vừa lên được hai xong. Cây như chú hai cá sấu mà. Em tí nữa là em lại không do là tướng đâu, cũng có người chơi ấy. Cũng có người chơi kênh Cay. này nè. Phải heo cái thằng, phải lấy mấy cái thìa. Không được nói câu đấy nha. Nguy hiểm nha. Nguy hiểm nha. Nói thì được. Sao lại rời? Tầm này là người ta đang nóng bừng bừng rừng rực rồi, mình thì rét run. Lúc xem bây giờ
đi. Bố trẻ con. Ôi, lữ khách hư không quá. Đi luôn. Lại không ra tướng đó rồi. Đẹp quá. Gặp đội hình tí hon rồi. Nhà tài phiệt này, giàu thế. Anh tài phiệt đây, nghèo, sơ sơ. Nhà tài phiệt đấy phải để 70 tiền vào. Bắt đầu hắn lên đấy, lên một phát lên 7 luôn. Bây giờ để đủ 70 tiền luôn á. Vâng, anh đã dùng hết rồi chứ, có nghĩa là anh phải để 70 tiền vào, xong rồi anh lên, xong rồi anh lên phát lên thẳng lên vào 7 luôn. Xong bắt đầu anh mới doan tướng. Dùng dùng một tí rồi được chưa? Thì dùng rồi thì phải chịu thôi chứ. Nhưng mà thường ấy, em lấy cái đấy mọi người toàn bảo em là phải để dành đến đủ 70 tiền ấy, xong rồi lên cấp luôn. Nhưng mà dùng cái tiền đi rồi, nhưng mà bây giờ mình để lên 70 hết được cái gì? Vẫn được mà, có nghĩa mình phải để đạt đến mức 70 ấy, xong rồi lên luôn. Nhiều, đã bèo vẹt các kiểu này. Dọn lên level đúng không? Tại vì em chơi cái đấy thường ấy, mọi người bảo em là nếu mà lấy cái loại đấy là phải để John phát lên level 7 luôn. Nó xong nó mới mạnh. Nhưng mà để nó thua mẹ Cái đấy chứ. à.
Thế chứ, lúc sau người ta vẫn ở level 5, level 6, mình đã nhảy được lên 7 rồi. Anh cắt đứt chuỗi thua của em rồi đấy, à chuỗi thắng của em rồi đấy. Bắt đầu mở ra chuỗi thua cho em rồi đấy. Em thua thì nó là cái chuyện bình thường. Chết. Đừng ai lấy vào bếp của anh nhé, cho nó đủ 2 sao quá. Để anh giết người à? Rồi, Đừng bị ai bắt lấy mất con vào kia bếp. rồi. Bắt mất con kia rồi. Đó. Ôi, lão này. Lão đã lấy Ôi, rồi. chết tôi rồi. Ôi. Cái con CV này, con này lắp những cái gì nhỉ? Sao có cả âm người chơi, âm người xem là như nào nhỉ? Lạ đây. Anh bị tình trạng thế bao giờ chưa? Chưa. Em người xem xuống âm luôn, xuống âm một luôn. Chết rồi, đội này mạnh quá rồi. Lượt người xem của em đấy á. Vâng. Đang xem bây giờ âm một luôn, chả hiểu sao lại như thế nhé. Bạn này lên đây. Lắm người chơi này thế nhở? Về họ đã có cả con 4 tiền này. Mình chưa cả ra. Một đập. Nhồi mồ đập yếu đây. Mày quá anh chết rồi, tí thì thua. Lên thua. Hôm sau thua. Toàn ra nước mắt à. Ghê, nó đổ cái chấm đồng với TFT này lì. Cây mặt. Nó có siêu lừa này, nó lì thật đấy. Bây giờ mình tích tiền. Người không còn nghìn nào mà. Lên lên level rồi đi.
bụt. Đang tới kinh công. Kinh công đó là nó mạnh thật. Cung thôi mất thôi đi được. Không ra con nào luôn. Một tập. Đừng coi thường củ lạc nhé. Hơi khỏe đấy. Em gặp đội đấy rồi đó. Mạnh lắm, nó có phích được tích kìa, mạnh. Phích được tích, một đập. Đúng rồi. Ui, con kia nó vừa tận dưới là kẹp rồi. Trâu lắm. À. Quân ấy của nó trâu quá. Thank you.
nhầm rồi, sai rồi. Ai khỏe thế đi, còn Lăng bà Lăng vàng chém nữa à, đau đớn luôn. Em sắp đi à? Vậy em gặp anh. Vậy em gặp anh luôn. À, không phải anh. Không phải anh. Đấy, mạnh lắm. À, top 1. Em gặp top 1. À. Ừ, em bị đập cho to đầu rồi. Vượt cực này nó mạnh quá. Phóng nhanh đấy anh. Gặp đội Củ Lạc ghê gớm. Đi luôn. Anh Lâm mà của anh danh gì rồi nhỉ? Anh không rõ. Lên được vàng đi nhỉ?
Anh Phong lại thêm mảng TikTok đó. Không ra được một con nào luôn. Hai đây. Bụp. Anh thua nhỉ, cày thế. Ê, anh mới được 9 anh thắng ấy. Anh đi rồi à? Em không do nổi ra tướng luôn. Ôi em đã ra đâu mà tìm. Ôi. Chứ đó gặp cái đội cháy thì chắc là em bay thật rồi. Không ra được một con nữa luôn. Không ra được con mồm mồ. Ừ, gặp tốc đầu. Anh thì tưởng bay màu rồi. Bay bay nào. Bay là bay nào nhỉ? Đang thắng đây này. Ui, lão kia vẫn còn một máu. Lão lấy cái thập tử nhất sinh như sao ấy. Thì anh cứ chờ một tí, chắc một trận này nữa thôi. Không ra một con nào luôn. Hết. Hết tiền. Lúc lấy đội của anh là để hết xếp hết ở giữa đây đúng không? Có cả cua đây đúng không? À, thế thì em giết anh đấy. Bảo không biết là đâu. Thôi em đi rồi. Đi đội này à? Xong. Nhì bạn. Chết luôn. Ôi, bay vào luôn. Lúc đấy anh đã on đâu? Em có thấy anh on đâu? Mất hút mà. Anh mới vào đúng không? Thế? Thế là sao em gọi được? Ôi đứt rồi, đen xì rồi. Cái này chắc đứt hẳn. Không thể chuyển là đứt rồi. Đăng xuất khỏi trái đất rồi.
Đây rồi. Của em cũng đen thui. Của em cũng đen thui luôn. Đang ấm bỏ ra cái lạnh biết đấy, không cứ đeo đang đang rét rét đeo nó ấm ấy. Mất người chỉ điểm rồi đấy anh Lâm ạ. À. Không sao hết. Bắt nhà tài Việt đi.
VIP game. Ui. Giết te tua. Đạo trích à. Vật vã ra không oánh được mấy con của cái ông này. King Kong, King Kong. Ba anh em mình cũng đứng gần gần nhau đó. Ui, anh lại giết em tiếp à? Sau đây không ăn thua. Giết được anh Lâm à?
cũng thế mình phải chia ly. Anh cũng chỉ là vì thương mình thôi. Mà đêm phố anh đêm mà anh ngẩn ngơ phía xa ngóng chờ. Nói ra một lời trước khi anh vội đi. Lại là cung à, kiếm đi. Ui, lại cung tiếp, nắm cung thế. Rồi, xong rồi, đứt rồi. Bão thua, bão thua. Lại gặp đại gia rồi. Anh Phong anh đang gọi ai đây? Con mít này đi. Đó,
ghê gớm. Đồ toàn cung cái gì? Này, bác Lâm bắt đầu cháy rồi đấy. Ghê không? Em toàn thua rồi, phải nói là chuỗi thua luôn đấy. Đại gia bắt đầu lên đấy. Em đang buồn muốn chết đây. Em đang buồn lắm đây anh à.
anh Lâm với anh Quyên cứ giết nhau thật lực vào. Win thôi là win. Này nha, gặp em nhá. À không ạ. Không phải, chưa gặp. Gặp đội kinh công rồi, kinh công rồi bốc bốc em ra khỏi trái đất rồi. Ui, ok, với con kia khỏe thật đấy. Úi giời. Không, top cuối chỗ đấy cho em rồi. Tụi em lấy gì ta? Kiếm. Rồi đây. Trả thù bằng cách lấy cua này đấy. Xong. Mít xả chưa rồi. Win chỉ bắt nạt em với lại anh Lâm thôi, gặp người khác cái đứt ngay, tắt điện ngay.
lại gặp hai lão Mạnh hoặc là lão Lâm này rồi. Không ra luôn ấy. Trâu không béo. Thôi, đen thui mặt rồi. Win sắp đi rồi. Em cũng sắp đi rồi. Toàn ra cái con gì này. Boy à, ôi ôi, thôi, coi con lấy nhất thì bị gắp lên trên kia rồi, xong, gặp cái giật ca mình, xong đi luôn. Cinderella này à. Win tiễn em rồi. Win tiễn em rồi. Gấp rất nhanh. Ui ghê à.
Thế thì mới gọi là win ghê gớm. Thoát thôi. Em phải thoát ra đã. Anh mời em đã. Đợi em tí. Anh chuyển đi, anh mời thì anh chuyển đi. Không muốn chơi được luôn đây này. Đờ luôn đây này. Thôi xong rồi, đen thui rồi. À đây. Anh chuyển về thường chưa? Chờ em một tí. Không vào được luôn ấy. Có ai là bốc hết. Đó, đồ đấy anh ơi. Bốc gì? Bốc phá lên đi toàn 7 tháng rồi. Đánh thường ấy là gì? Đánh kinh quá. Anh em đừng nói bậy nhé. Không nói bậy nhé. Bậy cùng lắm là bị đồng tiền vàng. Cấm.
Vậy đừng nói là đen tiếp nha. Anh vừa ấy thoát ra xong giờ nó lại đen này tôi. À không sao rồi, vào được rồi. May quá. Anh đâm mất hút rồi đấy. Cái mà có ba sao cái có nghĩa là gì hả anh? À, mất hết rồi à? Em có biết đâu, em tưởng là ba sao là những người kiểu chơi giỏi, chơi kiểu danh cao ấy, kiểu thế ấy. Anh bắt cá sấu à? Cá sấu chúa của anh Lâm ấy. Anh Lâm à? Anh Lâm Thái Nguyên đó ạ. Anh Lâm, anh Phong mà mấy người mà hay chơi cùng em mọi khi ấy, là cùng gần gần nhau mà. Không, em gọi cho anh, em không thấy anh có tiếng nên em gọi. Ra siêu thú. Chả biết anh Lâm bị sao ấy. Đấy là kiểu như là chắc là game sợ anh ấy đang ốm, đang đau cổ ấy, đang đau đầu nữa ấy. Tạo điều kiện cho anh nói ít. Khổ anh ấy, bị anh Win anh đập cho có một hôm thôi mà ốm mấy ngày chưa khỏi. Chả thế. Anh ốm mấy ngày anh chưa khỏi được đấy. Cơm không ăn được ấy. Toàn ăn kẹo với uống sữa thôi. Người ta ốm người ta không ăn gì nên mình ốm mua được có một thùng kẹo thôi, có bao nhiêu đâu. Tí nữa anh đấm lại nó mới đau.
Thì anh lúc đầu lúc nào chả cuối. Một lúc nữa bắt đầu bò dần lên trên ấy. là 130 máu. Anh sẽ thở thở đấy. Còn lâu mới hết. Như em lấy ra là em phải lấy cái đấy. Kiểu như em hay chết đây. Lấy cái đấy nó mới được lâu lâu, ở lại lâu lâu. Không là đi ngay đấy. Đấy, lão đứt tiếp mạng nữa rồi đấy. Lão Lâm lão đang xuống dần đấy. Em vẫn nói được mà, em có bị ấy đâu. Các cụ vẫn độ cho em nên là để em vẫn nói chuyện được. Tại kiểu em vẫn chưa ốm ấy. Ôi, gặp ông này thì sợ sợ nha. Ui, cá sấu chúa. Ui. Vươn vai một cái, chém xuống là đứt. Năm nào khử được hai lão này. Em yếu hơn, em yếu hơn. Ui, bốn đại ca bên trên. Đâu em nào em gặp bốn đại ca bên trên đấy. Bây giờ em gặp ai em cũng sợ. Khổ. Anh lúc anh lên giờ. Đấy. Mấy ông này không thương hoa tiếc ngọc gì hết. Gặp là giết, gặp là giết. Mấy ông này cứ gặp là giết, gặp là giết. Ấy, tưởng xuống đây chơi với em cơ. Còn ở trên đấy.
Uầy, em thắng quái rồi đấy, được đùa. Anh Lâm ơi, anh Lâm, anh Quyên anh xin anh tha thiết ra giết thế mà anh không để cho anh ấy sống à? Thôi xuống đây chơi với em. Đây rồi. Ai, bòi cháy. Bòi ghê gớm. Các ông, toàn các ông ghê gớm rồi, top 8 cháy. Đùng 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 đùng. Đấy. Hai ông cứ giết nhau đi. Em cũng chuẩn bị đi luôn đây. Em không giúp được anh à? Anh mạnh quá rồi. Trứng nở được 4 đồng tiền. Ra cái gì? Anh lại nói đẻo. Em sắp đi nơi rồi đây, cao thủ cái gì? Tám máu lên được, lo gì? Rembi tí có vào đội không? Ê, con kia đẹp quá rồi. Em thích cái con cầm gậy kìa. Thôi bị bắt rồi. Cái con sen ở trên thì lắp cái gì? Đấy. Anh Nguyên.
con sen mà ở biệt đội vô cực ấy. Mấy cái áo đây à? Mấy áo giáp đây à? Em đang đánh thường mà có đánh hạng đâu. Dây chuyền chuộc tội à? Ôi anh Lâm lại giết em rồi. Mới ti toe thắng được tí giờ ông lại giết rồi. Áo này, dây chuyền trục tội này, em nhớ rồi đấy. Mũi này chết đi em. Ông đã lên cao thủ rồi. Ông Zimbi ông đã lên được cao thủ nơi rồi. Hay là lên rồi ấy. Đại gia gặp đại gia hơn. Ui, cái con cá sấu. Tí nữa lại bắt cào cào bây giờ. Quấy. Nhẹ không? Rất là nhẹ nhàng tình cảm, không đau một chút nào. Thì đánh kiểu gì, đánh không đánh được thì thua. Chơi cái đồ gì đây mà không mất giọt máu nào nhỉ, giỏi thế nhỉ. Thần giáp. Anh Lâm vỡ mặt rồi. Anh Lâm cứ chết thoải mái đi. Anh Lâm bị ông tốt 8 ông ấy đập cho te tua rồi. Khi mà mình có tiền thì mình làm gì cũng được. Rồi hoang mang nha. Em gặp với lão này rồi. Lão này lão lại băm em cho mà xem. Ui.
chưa ra được cái con bốt tiền đấy luôn đấy đấy này. Xong đời em rồi. Như kiểu gãi ngứa cho anh ấy. Kiếm giao điện chính đi đồ vốn tiền. Đúng tầm đẹp luôn đấy. Sang đi anh thế đấy, vậy nãy nãy tám máu vẫn còn lên được mà, giờ lo gì này. Ông top 8 ông giỏi thật, ông siêu ấy. Trời ơi, ông chưa mất một giọt máu nào luôn.
Top 3. Đi thật không? À, thế thì anh đi thật rồi. Thì anh lại được ở top 3 đó. Chúc mừng nhá. Chúc mừng anh nhá. Rồi. Ai đây? Già rưu tối thượng à, đau quá, thôi tắt lửa rồi. Win ở top 3 anh ạ. Ừ. Đừng gặp em lại gặp thì gặp top 8 thôi. Em lại thua nữa rồi đây này. Mít chả xá đi. Buồn không? Ây da. Thắng nhiều quá cũng chán. Khổ thân. Em lại gặp anh rồi, em lại đứt rồi. Ui vàng. Một nhà vàng. Như nào á? Không anh ạ, à, trận này em quyết tâm em leo lên 9. Nhưng mà em cũng sắp đi đến nơi rồi. Dạ. Vâng.
Thế anh ở đâu? Anh ở đâu? À, anh Lâm top 4 à? Ủa giờ em đang tưởng nói là nhà cơ. Anh Lâm thì gần anh rồi. Đào hết đầu. Ra con này lên 2 nhỉ. Giờ em có quật được cái lão này không? Năm tiền. Em không giết được cái ông top 8 này đâu, ông kinh lắm. Ông ấy trâu lắm. Nguyên từ đầu đến cuối không thua trận nào, sợ thật đấy. Không hiểu chơi kiểu gì. Quăng chỉ một lúc mà đi. Uầy. Dã man. Bây giờ em lấy gì? Lấy cái việt này đi. Trong trận này chắc bay luôn rồi. Hài nhờ. Ông phải đổi hướng rồi đấy. Đổi sang đây hả? Vất vả quá. Rêu nó luôn.
Bán CVT chưa vang cho dòng VTFT. Rồi phim tích chói à. Thôi rồi. Xong. Kinh khủng thật. Xa màn luôn. Em vẫn thua ấy. Để mời mấy ông kia vào đã nha. Ông Win đến thui. Còn ai ông ta? Còn ai chơi nữa ông ta? Yeah. Ui giật cái mình nó bé này anh ơi. Thế nói nào bây giờ? Nói nhẹ nhàng tình cảm ấy chứ. Cái gì mà dẫn đồng ý à? Chỉ cứ có lại cho lại vào ấy. Hết chưa? Hết chưa nhỉ mọi người nhỉ? Nó Thảo nó đưa vào làm nhục anh em mình cái Win ạ. Em chả nhục thì thôi, các anh nhục gì? Em nó đưa toàn cao thủ vào làm nhục anh em mình cái gì? Em là cái đứa hay hay đi nhất đấy. Nó đưa vào làm anh em mình thì đến tận năm tới sáu gì ấy. Bây giờ lại còn hai người nữa, chắc tới bảy tới tám. Nãy 45 à? Hay 56? 56. Đẹp. Thêm 2 người nữa thì thành 78. Ui giời, điên dại lên. Kinh gì? Nãy em vật vã mãi. Gặp anh top 8 em vật vã mãi. Mệt hết cả người. Mày có ăn được không? Ăn làm sao được. Chả thua thì sao? Cố được một tí. Ông ấy nương tay cho được 2 trận xong ông ấy tiễn luôn. Thế nhà mình có 6 người à? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ơ đúng không? Thì còn có 2 tay à? Kệ chơi vui, chơi thưởng, vấn đề gì đâu. Vỡ là cái gì ta? À không. Lâm lại đi tìm xong đấu ấy. Sao một đại cao thủ. Chết rồi. Sau một lúc tỉnh dậy thì anh Win đã không còn gì để lấy. Này, được. Anh suy nghĩ đúng không? Suy nghĩ. Có đấy, em cho hết vào. Toàn các gọi là cao thủ thôi. Ừ, hơn một điểm là Win An anh giờ. Đến giờ này anh đang nhắc kém hẳn. Thế thì anh mới ốm. Ôi, kịp rồi. Anh cảm giác nó xa suốt hẳn phong độ. Anh lên được cái gì nhỉ? Zambi lên được cao thủ chưa? Hay là quá cao thủ rồi?
có ai nó vào đây thế nào, cho nó vào đây nó cứu thế nào, có ai điện À, nó vào đây cứu thế này, không gọi được anh ạ. đánh tên này Dèo ơi, vào. đánh đến nỗi mà đến tận phút cuối rồi không không mất giọt máu nào, vẫn kêu đánh gà chả hiểu kiểu gì luôn đấy. Thế thì chịu. Chịu thật. Tập tử win mà anh còn không phải bị mất win điểm nào nữa thì anh bọn anh thì chịu chết rồi. Này, cho em hỏi ngu mọi người một cái này nhé. Ví dụ mà lấy nhà tài phiệt này mà để 70 tiền thấy thấy tướng thì có mua không? Hay là cứ để tiền lên 70? Em đã bảo là em hỏi ngu còn gì. Không, đấy thì em nghĩ là để cái đấy thì để lên đủ như thế. À, có nghĩa là mình không doan đâu, mình thấy tướng là mình vẫn mua đúng dành thì dành, chả thì không? dành, chả dành thì thôi, có liên quan gì. Có đủ 70 tiền thì nó được nhiều lợi ích hơn, nó nhân cao hơn. Chết Là em chết chịu. mang đi anh ạ. Anh Win, chết mang đi. Sao mọi người chơi nhanh nhỉ? Mới cái này chuyển được cái này được có mấy ngày mà mọi người đã leo lên đại cao thủ rồi nhỉ? Sao mọi người giỏi thế nhỉ? Cái này được tôi thắng liên tục Anh có thể à? Anh Lâm, anh có thấy đơn giản không hả? À? Em thấy vật vã lắm. ai nhỏ có vụ ai lao được quá dân mình quá cái lao sao rồi. Ôi, thế là anh bắt con đấy của em rồi. Ôi. Tinh thần tốc Ôi, bắt được mừng không?
đi tung tăng. Đâu ta? Bé này bạn tay ngó này, bạn cũng đánh siêu này à. Ô lão này bà đi ngủ rồi mà sao giờ lại dậy nhỉ? Dân Thanh Hóa đạt đạt đấy là em trong mơ em cũng thấy các anh đấm chị à. Chị hoa ghê thế, hoa ghê thế bác. Ốm thì quả là kẹo. Cái vụ một máu đấy đập cho te tua. Ủa không mặc áo thì rét mà mặc thì nóng nóng. Chả hiểu kiểu gì. Em phải mất ngủ, nó cay. Nó cay. Đấy, anh Win ạ, à, khổ với anh đấy. Ốm là có thật. Uầy, đau cá sấu chúa này, ghê thế. Nhanh thế. Thế để đến 70 tiền này xong rồi mình dồn lên 7 à? Hay là mình để dành đấy? Một lúc nữa mình mới dồn, hay là mình chỉ dồn đến tầm khoảng còn 50 tiền. Xong rồi mình lại để 50 tiền thôi, kiểu đấy. 120 tiền. 1.000 tiền. À, thế là phi lên 7 luôn. Đã đủ 70 tiền rồi. Em thừa 70 tiền rồi. Đấy. Mình bây giờ đúng 1 tiền rồi. Đấm người ta nguyên sàn 246. Ui, 5 con, 6 con. Bắt luôn nó vào đi.
Voi à? Phát lên bảy luôn sợ. Được của nó đấy. Thế anh giết em nhanh thế. Được của nó đấy. Phát lên Ui, bảy. anh giết em nhanh Đã bàn. thế. Đã bàn con ngang rồi. Ôi rồi, sao các anh ở trên hết này? Cố gắng lên 120 tiền, bây giờ 90 rồi. Đang mấy cái ông Thanh Hóa kia không nói chuyện à? Có. Ui, nó có cái số vàng rồi. Cái ông Mr. này nó có sao cái số vàng. Ông đánh kiểu gì đã có cái số vàng rồi. Đấy là em muốn giữ anh ở ở gần với em đấy anh ạ. Anh đừng xa em. Ui, ui, em nó chạy em. Ui, phì như bay. Nhỏ như cái vỏ. Đây là dân nghèo, anh Lâm ạ. À? Anh là dân nghèo. Đây là dân đại gia. Đó, toàn dân đại gia thôi. Nghèo chưa cho kiểu nghèo. Hôm 8 giờ mình 120 tiền này. Top 8 á, top 8 đi đánh danh rồi, bỏ rồi. Tôi tạm vẫn nguyên cái này. Tí đi rồi. Đến đây này. Lại gặp em rồi. Con cá sấu này nó ghê thật. Chứng tỏ con cá sấu huyền thoại của mình rất là ghê.
xấu này à. Mini này à. Cua cho một đường cơ bản ấy là hết. Phải ghi chép vào anh ạ. Được nhà tại Việt chẳng lấy đâu dịch này. Đã là 10 tiền nữa rồi. Vừa mua xong đã là 10 tiền nữa rồi, chịu chết rồi. Ui, xả chậm quá. Thua đây, thua anh này, tiền để làm gì? Ủa, nhưng mà tiền đấy anh không một xu nào. Đây kiểu là cái gì ngoảnh mặt làm ngơ đấy. Ui. Ui. Đau quá. Ngoảnh mặt làm mừng ngơ không, khi giết xong rồi bắt đầu quay mặt lại nhìn. Dân này có áo đầu lên. Sao các bạn lại còn đấy kia rồi thì thôi xong rồi. Thì chẳng sao. Đội của em này yếu không này. Sao các bạn lại còn đấy kia quay như xong thì cột giờ. Sắp hết máu rồi kìa. Ở cũng biết là không phải là top 8 là được. Đỡ xấu hổ. Top 7 thì được đúng không? Chưa giờ đánh cái tầm này mà hắn còn top 7 mà hắn còn có còn một xa một tiền. Bình thường. Em 8 mà em còn một tiền kia. Chưa một sao kìa, vẫn còn một sao kìa. Đoạn rồi.
Anh thì là này vô tư. Anh xác định anh vào bước vào cái đội này, anh thấy nó nằm ở top 7, top 8. Vẫn top 2 đi anh Lâm, lo gì. Có gì mọi người tiết kiệm tiền đi. Em mới là 7. Uầy, sắp đi rồi đấy. Thế mà vẫn Nó cháy như điên. ghi mét của nhau của gì nhỉ? Em sắp đi rồi các anh ạ. Đây, các luật được bây giờ. Đạt ơi cứu cứu. Chơi xong trận này chuyển qua chơi khác. Và em gặp ai? Ôi em gặp top đầu nè. Em đi rồi. Em đi rồi. Ôi ôi. Tiền mang đi theo rồi. Mang đến mục tiêu gì nhỉ? Tiền mang đi theo rồi. Ai, quỳnh vào đầu cháy đấy. Ôi đồ cả. Lỏng chỏng liếng xiển không thèm lắp luôn. Sâu tâm một đi rồi. Anh đi nhanh quá. Nhưng cá sấu này hút máu kinh khủng gần Alamin, mới hút máu rồi gì. Em này còn bốn người nhà mình này đang giết nhau đây. Cái lão cho đi đi. Này không cho đi được. Nãy nó giết Win đó. Nãy Win đã bị hạ gục bởi cái lão ấy đó. Tôi nhỉ. Em á? Top 3 anh ạ. Nãy top 2 bây giờ top 3. Đạt đã trừ khử anh Win. Quá
chạy rất nhanh. Hoang mang không biết lấy gì. Lấy mấy quyền năng khổng lồ. Nó nào, win đó. Đây. Quá lão này. Win sắp đi rồi. Đừng tua nhiều máu quá để đi trước mình sơ hổ. Top 1 vẫn là đẳng cấp nhất. Lại cháy như thường. Ui, lắp con kia. Đạo thu ở nhà tôi nhanh. Giá tầm doan cũng được. Còn tiền nữa đâu. Nguyên sản. Phần luôn. Ôi giời ơi. Tí thì chết nhưng may nào quay lại kịp. Dập lửa. Dập lửa của anh kia luôn. Lấy lại cái tí thì ui chứ lửa mất điểm quá mình nhỉ. Cũng bên trên em đây, có đi xa đâu mà. Nhưng mà đừng để mất điểm quá. Đúng là cái em tâm ngoài kia là. Đâu, làm gì có ai, có một thôi. Một người tâm ngoài thôi. Để cho bọn tâm ngoài nó bảo nó lấy tốt này. Con tuyên toàn đại cao thủ gì. Có cái người mà ở thứ 7 kia dưới em kìa. Là người ngoài với lại một người nữa vẫn đang sống kìa. Nó sống nhanh răng. Để cho anh em người ta vào người ta chế rượu về quá. Thì cứ thế này thì anh Lâm lại ốm thêm thôi. Anh thì muốn thì bọn em bọn win với anh thì muốn. Em bình thường. Em có đập được win không? Về đi hết luôn giờ. Rét không anh? Âm thì 15 độ, 13 độ. Run người. Đồ của mình là tay hóa này đấy à? Tên tay hóa này đấy à? Ừ, hai người ở trên đấy. Người cháy này gì? Cháy mà ở trên này, top 1, top 2 ấy. Còn top 3 là ở ngoài đấy. Cùng Thanh Hóa à? Không. Em không biết đâu, em cứ bắt thôi. Sao mà em bắt được luôn tung ở bà đây? Khắp mọi nơi anh ạ. Diệt được cái lão ở bên ngoài này ông ta. Ấy à.
hơi vất vả. Uầy, dụng. Xong ngày này mọi người có chơi nữa không? Chơi đi. Bao giờ lấy được cái top 1 mới nghỉ? Hâm à? Anh còn lâu mới được top 1. Sáng chưa chắc đã được top 1 đấy. Tí Chơi đồ này, tí nữa chơi đồ này bao giờ tí nữa chuyển đẹp top qua 1? chơi khác đi. Có cái gì chơi này? Vâng. Giỏi này, thắng luôn. Một con vàng nữa. Mà thôi nghỉ anh nhỉ, hơn 11 giờ rồi, sớm. Nghỉ thôi, Ừ. xong đất trên này em nghỉ. Thắng rồi. Giỏi ha. Nghỉ thôi, em chào mọi người.